Rồi. Đợi ba lên nữa. Đi thăm chưa lên nè. Cá bữa nay đẹp lắm nè. Hôm nay là đi giải cứu theo phong cách khác nữa, để cho quý anh chị cô bác xem là giải cứu tận chợ luôn, chứ không đặt hàng đem tới. Đó, rất là nhiều. Wow, rất là nhiều luôn. Em thì em không có đem theo tiền, nhưng mà em cần mua thì em sẽ chuyển khoản thẳng luôn cho người bán tại chợ. Có ghẹ nữa. Ở đây có biển hay sao mà có ghẹ hay quá vậy ta? Wow, toàn là hàng tươi không, cá bông lau nữa. Cá chép bự bự, ớt nữa nè. Đó. Ủa mấy này chắc thả không được đâu. Dạ đúng rồi. Dạ được luôn. Nhiều loại hàng lắm. Cuối nào bay nãy giờ lâu chưa? Phải lâu chưa? Nó chơi nữa rồi. Dạ. Bay nhiều chưa? Nhiều à. Em mới vừa quay à. Cái này cái gì đây? Cá bí. Cá bí nữa. Cá đồng á, cá lóc á. Cá rô bí. Cá rô bí. Quá trời quá đất. Quá trời cá luôn. Ăn con gì nhiều thì mua lại con đó. Hả? Vì Bồ Tát thì nói đúng là có duyên con nào thì mua con đó thôi. Dạ 50. Lương con luôn. Quá dữ dội. Tạm quay kỷ niệm thôi à, chứ đâu có làm chuyên nghiệp đâu. Nên quay cái mình nói vô trong video luôn à. Chứ về mà edit phim hay dựng lại hay làm hình ảnh đẹp giống như mấy YouTuber á, thì nó làm kiếm tiền nên nó làm kỹ lắm. Mình quay vậy. Mình quay sắc thực mà. Đúng rồi. Cá tây tượng không ai mua thì mấy em sẽ bị đập đầu. Quý anh chị cô bác muốn ủng hộ phóng sinh tại chợ thì liên hệ. Già ta chạy từ từ, mình chạy lại đua gì đua, ai gì là Phật.